Kính chào quý khách, sắp về được một lô tủ này chỉ coi tủ của Nhật Bản. Tủ này để làm hệ thống nâng áp cho một cho điện gió cho một khách cần áp cao để sạc, để nạp vào hệ thống inverter áp cao, thì tùy nhu cầu của mỗi khách. Có khách thì cần áp thấp, khách cần áp cao, cho nên tùy mỗi khách mà mình có một cách khác nhau. Một tủ là gần 800g nha, 810. Tủ này thì có hai loại, một của Mitsubishi, hai là của Nichiko Japan. Thì cái lô này là của Nichiko, rất là đẹp, thì mình lấy lô này. Tủ này ngày xưa nó còn rẻ rẻ nha, bây giờ cũng khá là đắt nha, giá cũng khá là đắt. Trên đây nè, nó có hai cái cọc, cái ốc này thì nó đã không còn rồi, bên bãi người ta tháo ra đó. Thì ở trên đây có cộng và trừ nè, cộng và trừ, hoặc là mình xem cũng được. Tủ hóa thì cái vạch trắng này nè nó sẽ là không. Tủ này trước đây mình bán rất là nhiều rồi, mình đã test hết rồi. Trước đây á, đã lấy cái chỗ này và đã bán và đã test ok hết. Trữ rất là tốt, 400V. 400V thì mình có thể sử dụng áp từ, nói chung là sử dụng áp á, ví dụ như áp ra đúng 400V thì mình không nên sử dụng tụ 400V, mà mình sử dụng tụ cao hơn một chút. Thì nếu mà tụ 400V này á, thì mình sử dụng được áp từ 0 cho tới khoảng 380V hoặc là 350V, tầm đó nha. Mình có thể nối tiếp hoặc là song song, rất là nhiều tụ. Ở đây một lô mình lấy 8 cái, 2 cái mình để làm công việc, mình đắp cho một khách khác, còn 6 cái thì mình sẽ gửi cho một anh khách. Thì tụ chỗ này mình đã test trước đây rồi, cho nên lấy về không cần test nữa. Đã, tại vì tụ họ chuyên tháo những cái biến tần cỡ lớn, hoặc là những cái tủ điện lớn, tủ bù á, trong mấy tủ điện của hàng Nhật Bản á, chỗ này rất là yên tâm, chưa gặp trường hợp nào mà bị lỗi, bị ấy nha, bị phồng. Những cái họ bọc kho nhiệt vậy nè, họ để lên kệ là những cái giá cao, nhưng mà bù lại thì nó còn rất là tốt. Thì tủ này thì bên mình sẽ bán ra có hai chức năng, một là nâng áp cho những cái hệ thống cho những dynamo phát điện mà cần áp cao sạc vào hệ thống inverter áp cao. Hai nữa, các bạn biết một trong những ứng dụng gì không? Ứng dụng là nối tiếp vào hệ thống bình ắc quy trên xe đạp điện để làm gì? Để khi mà tăng tốc á, nó sẽ nó lên ngọt hơn. Thì điều này đã được rất là nhiều shop khác chứng minh. Shop mình cũng bán là thôi chứ mình không có làm nha, thì mình không có xe đạp điện. Tuy nhiên rất là nhiều shop khác đã làm video trên YouTube, cho nên mình không cần làm lại. Mình chỉ bán ra thôi, và mình có thể hướng dẫn đấu, chứ mình không có ráp. Và sau này mình cũng sẽ ráp vào những hệ thống động cơ kéo bên mình đó. Động cơ kéo nè, khi ráp đó, khi ráp thì mình sẽ đấu vào đây đó. Bình ắc quy vào tới tụ, bình ắc quy vào tụ nha, tụ rồi ra vào IC đó, thì nối tiếp ở giữa, thì nó giúp làm sao, nó giúp tăng tốc tối ưu hơn. Ví dụ như nó nạp xả tức thời rất là cái ampere cao hơn, giúp cho động cơ khởi động tức thì ổn định hơn, mượt hơn, mạnh hơn. Thì mình sẽ có làm, mình sau này mình sẽ làm tiếp, mình test những động cơ để chạy những cái tải lớn, mình sẽ test. Ok, cái này hàng bãi, hàng khách không, mình không có trữ nhiều, khách nào cần đặt thì mình sẽ lấy, nhưng mà
mình không có bán lẻ, nhiều khách nào đặt 10 cái gì đó thì nhân chuyến đi bãi thì mình lấy.